Dạ xin chào cô chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tài. Hello. Đây là Khang, đây chú là Tiểu. Cùng đủ rác. À, anh em là anh em đi đủ rác. Bây giờ Khang thùng, em cũng thùng nữa cả nhà. Khang thùng lớn, em thùng nhỏ. Tại vì em phải cầm cái này. Đó. Bây giờ đi đổ chứ không có đổi thùng nữa. Ngày nào cũng đi đổ, hôm qua là đổ hai lần. Đúng không? Ờ thì bữa nay thì không biết là bà con tới đông nữa hay không hết chứ. Mình tính. Hôm qua là ngày hôm qua là đổ hai lần luôn, sáng lần, trưa trưa lần, mà tới giờ là sáng nay là đầy tiếp. Đây là coi như là cái thùng này là thùng của hôm qua luôn á. Ngày hôm qua là ba thùng luôn á. Ba thùng lớn, ba thùng nhỏ. Mà chưa tính mấy cái hình như ở dưới đó cũng còn nữa không à, dưới gốc cây không à. Mấy thùng giấy rồi đó. Gom hết luôn hả? Trời mưa phải không? Trời mưa quá, mưa chứ anh chị. Đây. Nặng quá nặng hả? Không biết trong đó gì nữa, không biết đổ nổi không nè. Kéo mà cong tay luôn, gồng lòi chuột lên luôn. Mới vừa rửa chén xong giờ cũng hết sức rồi nè. Ở trên con đường này sáng giờ không có ai hết, nghe tiếng kinh được. Có rồi. Đâu? Đó. Đâu? À. À, cô chú đó đi biếu mộ người nhà. Ơi cái ổ kiến này khá là lâu luôn rồi đó Khang, nhớ không? Ờ cũng đợi anh ra review nó nữa. Hãy đạp cho, đạp phụ cho. Lên. Ừ. Để bỏ cái này xuống. Mạnh lên. Chào anh trai. Sáng anh vô sớm ha. Ôi dạ. Rồi luôn. Ây da. Trời quá trời ly luôn. Chết mồ, cái túi anh để ngoài kia. Nhưng chị Tư của bị mất hả?
luôn. Đi ra suối rửa tay rồi cô chú anh chị. Rồi, xong rồi. Em cái thùng bự nha. Chịu bị ô kiến tiếp rồi. À, mấy kiến ngộ. Xong rồi cô vô thôi cô chú anh chị. Vô Khang ơi. Đó. Con đường thênh thang rộng mở. Ướt quần luôn rồi. Ướt quần luôn hả? Anh bị dơ luôn nè, xuống in cái quần luôn. Xuống ướt quần. Hai thùng này thì em nghĩ là khi nào đầy nữa, sáng mai phải không, sáng mai hả, chiều nay anh xôi à, bữa nay là có thể là cũng đông lắm á chứ không có ít đâu, chưa được xử đó. Ừ, tại vì hôm qua nhiều khi bà con tới chưa hết á, bữa nay chắc cũng đông lắm nữa. Wow, có món quà gì bự kìa. Hả? Thấy có món quà gì bự khổng lồ kìa cả nhà, siêu to khổng lồ. Đó, sáng giờ là Tài với lại Khang của nhà. Tài với Khang đi đổ rác để cho có thùng. Có thùng rác. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị ha, đã yêu thương em, yêu thương Khang, cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Có luôn hả? Có luôn hả?